Trịnh Kim Chi xót xa trước sự ra đi đột ngột tại nhà nghỉ của nam ca sĩ 48 tuổi, không vợ con, sống tốt nhưng ra đi cô quạnh. Thông tin ca sĩ hỗ trợ Đỗ Hiếu qua đời tại một nhà nghỉ ở Đồng Nai thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo như nhiều đồng nghiệp chia sẻ, thì anh qua đời vào khoảng chiều tối 18 giờ ngày 13 tháng 3 tại một nhà nghỉ ở ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ca sĩ có nghệ danh là Khánh Băng Tuyền, một người đồng nghiệp thân thiết của anh xác nhận anh ra đi vì đột quỵ khi đang ngủ. Cả hai có mối quan hệ tốt sau thời gian dài diễn chung tại các hội chợ lô tô ở Biên Hòa, Đồng Nai. Khánh Băng Tuyền tâm sự, anh ấy ra đi ở tuổi 48, để lại trong lòng chúng tôi nhiều xúc động. Anh độc thân, không vợ con, sống rất chan hòa, ân cần với mọi người. Cô cho biết thêm, anh được xác định là đột quỵ khi đang ngủ. Người dân sau đó phát hiện ra Đỗ Hiếu đã lập tức thông báo với cơ quan chức năng. Giọng ca sinh năm 1973, mất hôm 13 tháng 3 vừa qua, hưởng dương 48 tuổi. Một người bạn thân khác của Đỗ Hiếu là đạo diễn Thanh Hiệp, trưởng ban lý luận phê bình hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh nghẹn ngào. Anh Hiếu mất vì bị đột quỵ. Tại đám tang, tôi có gặp ca sĩ Khánh Băng Tuyền, người hát lô tô chung hội chợ với anh Đỗ Hiếu. Tuyền nói cả giới ca sĩ lô tô hội chợ khu vực tỉnh Đồng Nai đang bàng hoàng, xúc động vì anh Hiếu mất quá đột ngột. Gia đình đã nhận thi thể và đưa về nguyên quán ở xã Phú Lập, huyện Tân Phú, Đồng Nai làm đám tang. Từ trước Tết Nguyên đán 2021 đến nay, dịch bệnh khiến các đoàn lô tô diễn ở hội chợ đều ngưng hoạt động, anh ấy vì thế mà mất công việc. Đỗ Hiếu sinh năm 1973, có chất giọng ấm, trữ tình và phong cách biểu diễn đầy tự tin. Lúc sinh thời, anh thường xuyên góp mặt ở các chương trình biểu diễn nhỏ lẻ ở tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Anh có thể hát nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ lô tô, tân nhạc, dân ca, quê hương đến cải lương, tân cổ. Dù đã 48 tuổi, Đỗ Hiếu vẫn sống một mình, không vợ con. Anh được nhiều đồng nghiệp nhận xét hài hước, tốt bụng, gần gũi hay giúp đỡ mọi người. Ngoài cái chết đột ngột của ca sĩ Đỗ Hiếu, dân tình cũng hoang mang với sự ra đi của nam ca sĩ Lâm On Bi khi mới 38 tuổi. Lâm On Bi được xác định ung thư não vào đầu tháng 3 vừa qua khi đi khám tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Lâm On Bi được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh vì sức khỏe yếu và phải thường xuyên dùng thuốc giảm đau. Sức khỏe yếu, sụt 7kg chỉ trong gần một tuần. Chuyên gia trang điểm Phan Minh Lộc cũng vừa qua đời ở tuổi 35. Anh được mọi người biết đến là phù thủy make up, có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt nổi tiếng như Lý Nhã Kỳ, Thu Minh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Đồng Nhi, Nhã Phương, Minh Hằng.